Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất 31 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Công Phượng không có tên. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 31 cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo đề xuất cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia tới đây. Điều đáng chú ý trong danh sách lần này của huấn luyện viên Park Hang-seo là cầu thủ trụ cột Nguyễn Công Phượng không có tên. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi về sự vắng mặt của chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài Công Phượng và Hùng Dũng gặp chấn thương từ trước đó thì những cầu thủ kỳ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như khẳng định mình ở đội tuyển quốc gia đều có tên như Văn Toàn, Văn Thanh, Tấn Trường, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải. Những cầu thủ trẻ như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh cũng vẫn được trao cơ hội. Bên cạnh đó, một số tân binh với phong độ ấn tượng ở giai đoạn đầu của V-League 2021 như Trương Văn Thiết, Lê Tiến Anh và Phạm Tuấn Hải cũng đã được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng triệu tập. Do V-League 2021 chưa thể quay trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam có những sự điều chỉnh. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức hội quân trở lại vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Theo lịch thi đấu, Văn Toàn và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9 trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình để đón tiếp Australia vào ngày 7 tháng 9.